Cuối cùng thì YouTube cũng đã phát hành tính năng mà tất cả chúng ta đều đang mong chờ, đó là kệ hàng hóa để bán hàng hóa ở trên kênh YouTube. Tất cả chúng ta đều biết rằng số tiền kiếm được từ quảng cáo ở trên kênh YouTube rất là bèo bọt so với công sức mà YouTuber đổ ra. Chính vì vậy, tính năng này kỳ vọng sẽ được sự đón nhận nhiệt tình của YouTuber và sẽ mang lại nguồn thu nhập không nhỏ. Hiện nay, tính năng này mới chỉ có ở trên các kênh 10.000 sub trở lên. Tuy nhiên, hãy xem đến hết video, các bạn sẽ thấy rằng không cần đến 10.000 sub, thậm chí kênh của bạn chưa được bật kiếm tiền cũng sẽ có cách để bán hàng hóa ở trên kênh YouTube. Clip ngày hôm nay được tài trợ bởi Viral Media. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, nghĩ về việc quay hàng hóa, sản phẩm của mình để đăng lên YouTube nhưng mà bạn không có thời gian, thậm chí thời gian để xài tiền còn chưa có, nói chi đến việc sản xuất content, thì Viral Media có thể giúp bạn quay những thước phim chuyên nghiệp nhất đăng lên kênh YouTube giúp bạn. Thông tin liên hệ có ở phần mô tả của video clip này. Clip cũng được tài trợ bởi PrintUp. Sau khi xem hết nội dung của video, các bạn sẽ biết tại sao cần phải đăng ký ngay tài khoản của PrintUp và các bạn có thể sử dụng link ở dưới phần mô tả. Mời chúng ta cùng theo dõi. Khán giả của em có nước ngoài không hay toàn Việt Nam thôi? Có nước ngoài 10% thôi. Nước ngoài 10% mà là nước nào? Mỹ là Hoa Kỳ là đa số. Đa số là Hoa Kỳ à? À, chắc là dân Việt Kiều đúng không? 10.000 sắp 10% là cũng được 1.000 người. 1.000 người. Nói chung là cái tính năng này hiện tại thì chỉ bán được ở Mỹ, Canada với các nước phát triển thôi nha. Dạ. Em hiểu không? Chứ Em chưa hiểu bán ạ. được ở Việt Nam đâu. Em biết chuyện đó đúng không? Rồi ạ. Ừ. Thì tại vì là ở Việt Nam hệ thống thanh toán nó chưa hoàn chỉnh ấy, thanh toán online ấy. Tại vì cái này là đang xem YouTube xong rồi người ta click vào người ta mua hàng được ngay mà. Hiểu không? Em vào chỗ ấy đi. Em vào chỗ Vậy là kiếm cách tiền đi. Vào cái tab kiếm tiền đi, bên trái ấy. Kéo xuống. Đó, kiếm tiền đúng rồi. Thấy chưa? Thấy có hai tính năng kiếm tiền chưa? Kéo xuống tí nữa nè. Đấy bên hàng dưới quá đấy. đâu không anh. À, cái hàng hóa này này trước đây là mình chỉ có cái quảng cáo video này đúng không? Bây giờ em mới có cái hàng hóa này đúng không? Đúng chưa? Click vào xem thêm. Rồi kéo xuống. Thấy chưa? À, Rồi. xem nó xem YouTube từ từ xem YouTube này giải thích này. Tương tác với người hâm mộ và tăng doanh thu bằng cách chào bán hàng hóa bên dưới các video của bạn. Thấy chưa? À, bắt đầu bằng cách thiết lập đơn giản không mất phí với đối tác của chúng tôi. Rồi, bấm vào bắt đầu đi. Ok. Kéo xuống. Tôi hoàn toàn đồng ý. Mặc dù không đọc gì. Rồi, chỗ này là yêu cầu nhập mã số cửa hàng của Teespring của em nhé. Tức là khi em lên cái website của Teespring ấy thì em đăng ký tài khoản trên đấy. Hiểu không Hiệp? Xong rồi em sẽ có một số ID, một số tài khoản của em. Xong em sẽ nhập cái số đấy vào trong cái studio này thì nó sẽ kết nối với cái cửa hàng đấy. Giống như ở Việt Nam Lazada hay là Shopify hay là gì đấy. Sendor cái gì đấy. Hiểu không? Rồi. Em hiểu. Bây giờ em click vào chỗ lấy ID Teespring. Này. Đăng ký nha. Đăng ký đi. Rồi. Email này của mình, mật Yes. khẩu này là mật khẩu email hay là mật khẩu mình đặt? Mật khẩu mới mình đặt mà, đây là một account Rồi. mới hoàn toàn mà. Rồi. ID đâu không anh? Đúng rồi, ID cửa hàng đấy, copy. Rồi quay lại bên kia. Rồi. Kiếm tiền từ kênh này, ở cái tab tiếm kiếm tiền từ kênh. Em ở thành phố nào hả? Hiệp. Em ở tỉnh này này. Tỉnh gì? An Giang. An An Giang. Giang. Ồ. Dán vào. Dán. Trong group Việt YouTubers có nhiều An Giang lắm em biết không? Có mình bị gắn rồi đó anh.
sáng mới hỏi anh vấn đề gì đó, đổi tên kênh đó. À đúng rồi. Mình bấy rảnh hay như dạo này không làm rảnh nữa hay sao? Thì ông nói trước em biết là làm gắn á. Ok. Cũng ở An Giang đó. Em động lại đi, em bấm chữ động này đi. Bây giờ trạng thái bây giờ là bạn chưa có hàng hóa nào để bán nhá, mình phải thiết kế hàng hóa, tạo hàng hóa trước thì nó mới hiển thị được nhá. Ở bên trên bên phải này cái nút màu xanh này là em gạt sang này là nó sẽ hiển thị hàng hóa của em. Còn sang bên trái thì nó sẽ không hiển thị nữa. Hiểu chưa? Kéo xuống dưới xem này. Ok. Rồi, bây giờ em mở một cái tab mới. Anh sẽ cho em thấy là kệ hàng hóa của em hiển thị như nào. Em gõ chữ Lucas. Lucas. Kênh nước ngoài ghê quá. Ái chà. Không có anh chưa, ơi. Em chưa có. Từ từ, em chưa gì. Tại vì em biết tại sao không có không? Sao? Tại vì em ngồi ở Việt Nam. Lúc nãy anh mới nói về em à. Em chỉ bán được cho những người ở Canada, người ở Mỹ này nọ thôi. Em nhìn thấy màn hình của anh chưa? Có thấy em. Đấy nhá. Em sẽ thấy là có cái tab mới là tab store này này. Ở bên em nó sẽ hiện là cửa hàng nhá. Đó. Thì khán giả của em ở bên Canada, Mỹ ấy. Nó bây giờ nó thấy có thêm một cái tab mới là tab cửa hàng này này, store này này. Đấy à. Đấy thì là các sản phẩm mà mình muốn bán là nó hiện lên đây. Mình bán thông qua đâu anh? Mình bán thông qua cái nền tảng của cái Teespring này này. Tức là như này này, cái chuyện mà bán hàng hóa ở trên kênh YouTube ấy thì rất nhiều người biết mà rất nhiều người làm. Điển hình ví dụ như em thấy ở Việt Nam Hoa Bán Food chẳng hạn đúng không? Hay là nhiều kênh khác thì các bạn đều bán được, nhưng mà cái vấn đề mà khó khăn ấy của dân YouTuber mình ấy là thứ nhất là thiết kế hàng hóa như nào này, là một này, thứ hai là sản xuất, thứ ba là giao hàng, rồi thứ tư là thu tiền. Thì ấy, cái thằng Teespring này ấy, nó đứng ra nó giải quyết cho hết cho mình hết tất cả những chuyện đấy, nó đảm bảo cho mình không bao giờ lỗ được, em hiểu không? Ở Việt Nam cũng có một cái nền tảng tương tự là Printup, không biết em đã nghe bao giờ chưa? Hiện tại rất chưa nhiều người này vẫn đang dùng để tự kiếm tiền online ấy. Tự thiết kế áo hả? Đấy, thấy chưa? Thiết kế của bạn, thấy chưa? Tự thiết kế áo. Các bạn ở Việt Nam dùng Printup này thì hiện tại đang chủ yếu là thiết kế áo xong xuôi nha. Chủ yếu là dân, các bạn thiết kế cũng khá là đẹp ấy. Không có khán giả của riêng mình, nhưng mà sau đó rồi các bạn lên chạy quảng cáo Facebook Ads với Google Ads này nọ rồi bán này thì vẫn bán được, vẫn gọi là có thu nhập ngon nghẻ mà. Mỗi tháng anh thấy kiếm 20-30 triệu vẫn nhiều người kiếm được mà. Thấy các bạn hay đi offline với nhau ở trong cái group này mà. Chia sẻ cách kiếm tiền bằng nền tảng Printup này này. Thấy chưa? Nhưng mà mình thì còn nếu mà mình sử dụng những cái nền tảng mà tự thiết kế tự bán áo này sẽ có lợi hơn, tại vì mình đã có khán giả, em hiểu không? Đã có lượt hiển thị của riêng mình. Thì mình cứ hiển thị lên là mình bán được thôi, trong khi các bạn kia là phải đi mua quảng cáo đúng không? Để được hiển thị để bán hàng đúng không? Thì thứ nhất là mình có lượt hiển thị của riêng mình. Thứ hai nữa là fan của mình nó người ta yêu quý mình, người ta thích mình, người ta mua để ủng hộ thì mình hoàn toàn có thể đặt giá cao hơn. Nha, đấy là vấn đề thiết kế là như thế, là mình hoàn toàn có thể làm được. Thấy chưa? Thiết kế của bạn thấy chưa? Người ta ghi rõ ràng chưa? Sau khi em thiết kế xong thì em dẫn cái link của cái cửa hàng của mình sang YouTube ấy thì nó hiển thị đằng bên kia, người ta sẽ nhìn thấy, em hiểu không? Những cái thiết kế của em giống như con nhện này này. Dạ, yeah, thì người ta mua, người ta sẽ đặt hàng, click vào đây, một click chuột này là người ta mua được. Cho nên là khi người ta khán giả click vào đây ấy, thì cái bọn Teespring này nó sẽ tự nhận đơn hàng cho em nhá. Sau nó tự đi giao nhá, tự thu tiền nhá. Sau rồi nó mang về nó chia cho em. Nói chung là công việc của em bây giờ hiện tại chỉ còn lại là tạo thiết kế thôi. Thực ra là ở Việt Nam em hoàn toàn có thể sử dụng cái Printup này. Không phải dùng cái nền tảng Teespring này của Mỹ, mình dùng nền tảng của Việt Nam này này. Em hiểu không? Thì em có thể vào đây, em tạo tài khoản, em tạo cửa hàng, xong rồi em dẫn link vào trong cái kênh YouTube của em. Nhưng mà chỉ có cái thiệt hơn so với Teespring là như này.
là nó chưa tích hợp print up này, nó chưa tích hợp được với YouTube cho nên nó không hiển thị được hình ảnh đầy đủ như này. Em chỉ dẫn được vào một cái link vào trong mô tả của video thôi. Đúng không? Em hiểu ý anh nói không? Rồi, hiểu hiểu anh. Đấy, ví dụ như vào trong video này xong rồi em đưa link vào bên dưới này thôi. Giống như bán hàng affiliate tiếp thị liên kết bình thường thôi, hiểu không? Đưa vào link vào trong này này. Cho nó hiển thị ra được thành hình ảnh, không click là tới được. Đây này, nó hiển thị bên dưới này. Em thấy không? Cái này là Teespring mới làm được này, Việt Nam. Anh có làm việc với mấy bạn Printup để cố gắng liên hệ với YouTube để đưa vào nhưng mà hiện tại vẫn chưa được. Bọn YouTube nó vẫn chưa muốn gọi là triển khai ở Việt Nam. Việt Nhưng mà Nam lúc nào cũng đi chót ha. ừ, đúng rồi, nhưng mà nếu mà em đưa vào trong mô tả này vẫn bán được mà. Đây là mức bán hàng thứ nhất, tức là mình có sản phẩm của riêng mình đặt link vào trong mô tả của mình, tự mình làm luôn, ăn từ đầu đến cuối. Ok chưa? Còn đối với như em chẳng hạn, hiện tại thì bây giờ mình dùng sản phẩm của người khác, tức là print up kia, áo thun rồi ly rồi cốc rồi mũ nón ba lô miếng dán vân vân, mình tự lên mình thiết kế. Đấy là mức độ thứ hai của em. Còn mức độ thứ ba nữa, mức độ thứ hai là với print up nhá, là vẫn như thế. Còn mức độ thứ ba nữa là nó hiển thị được luôn ở trong cái kênh YouTube như vậy. Chưa? Đây là mức cao nhất rồi. Vừa mình vừa không phải làm hàng hóa gì mà lại vừa có người khác lo hết cho mình mọi tất cả mọi thứ. Thực ra ở trong cái group mình này có bạn giám đốc của Printup. Thấy kinh tức này có bộ ngon á. Ừ, tại vì Printup này tuy em gọi là em bị thiệt hại hơn là nó không hiển thị được hình ảnh giống như thằng kia, nhưng mà bù lại là nó giao hàng bán hàng ở Việt Nam được cho em. Mà đằng nào anh nghĩ là em cũng sẽ thử thôi, tại vì đằng nào em chả mất gì, không sợ lỗ, Đúng mà. người ta bao sân cho mình hết, đúng không? Thì tội gì muốn thử, chẳng thà là ví dụ như thử có thể có thiệt hại Ở thì bên mới Anh Quân và mình nói. đến từ Quỳnh Túc. Cảm ơn anh Hanzifa đã cho em cơ hội được chia sẻ video này đến mọi người. Thì mình đã join vô cái group của chúng ta đã một thời gian và được biết rằng là các anh em hoạt động rất là nhiệt tình và hiệu quả, thường xuyên chia sẻ cho nhau những cái kinh nghiệm rất là quý báu trong quá trình làm YouTube. Và đặc biệt là có sự hỗ trợ rất là nhiệt tình và thân thiện từ anh Hanzifa, thì mình hy vọng là cái cộng đồng của mình sẽ ngày càng phát triển. Và mình cũng được biết rằng là hàng ngày các anh em khi mà làm YouTube thì thường xuyên chia sẻ những cái content rất là giá trị lên kênh của mình, và thông qua đó thì có thể đã đang hoặc là sẽ kiếm được một số khoản thu nhập nhất định từ việc YouTube trả tiền quảng cáo hoặc là view. Và mục đích hôm nay mình làm cái video này để mình chia sẻ mọi người rằng là bên cạnh cái tiền quảng cáo từ YouTube trả thì còn rất nhiều cách mà mọi người có thể kiếm tiền thông qua kênh YouTube của chính mình. Và bên mình YouTube là một cái nền tảng mà mọi người cũng có thể sử dụng để mà kết hợp khi mà xây dựng thương hiệu cá nhân trên YouTube cũng như là kiếm tiền trên kênh YouTube của chính mình. Thì mình giới thiệu qua một chút về Bánh YouTube, thì nếu một số bạn có tìm hiểu qua về kiếm tiền online về SEO của nước ngoài thì Bánh YouTube là một cái nền tảng tương tự như Teespring ở nước ngoài, là một cái nền tảng bán các sản phẩm tùy chỉnh thiết kế, ví dụ như là áo thun, tranh canvas, ốp lưng, rồi cốc sứ, áo hoodie đi vân vân. Thì cái nền tảng của mình thì về cách hoạt động nó chỉ đơn giản như như vậy như này. Thì mình sẽ nói một cách hoạt động nó đơn giản cho mọi người dễ hiểu. Thì mọi người sẽ lên đó thiết kế hay là tải cái hình ảnh thiết kế của mọi người lên và tạo một cái chiến dịch bán hàng. Thì thông qua một vài cái bước tùy chỉnh về giá và các cái thông tin về chiến dịch thì nó sẽ ra một cái trang bán hàng. Thì mọi người sẽ cầm cái trang bán hàng đó đi quảng bá trên cái kênh YouTube của mình, để cho các những người mà theo dõi cái video hoặc là những cái fan của các bạn có thể click vào cái link đấy để họ mua hàng. Và sau khi có đơn hàng thì bên mình sẽ là cái bên mà take care toàn bộ cái quá trình đằng sau đó, từ khâu mà xác nhận đơn hàng với người mua rồi sản xuất cái sản phẩm đấy và giao đến cho khách hàng. Và cái đặc biệt là bên mình có thể sản xuất sản phẩm từ một cái, nên là cái việc mà có ngay thu nhập từ những cái sản phẩm nhỏ rất là nó rất là dễ dàng. Và hiện tại thì bên Quảng YouTube đang có sự tham gia của một số cái những người mà làm YouTube, ví dụ như là Spider Gaming hay là Pop Pop hoặc là Ngạc Công Nghiệp TV, thì đó là một số cái channel mà đã tham gia với bên mình. Thì ngay sau cái phần sau của video này thì mình sẽ có một số cái đường link để mà hướng dẫn mọi người những cái bài hướng dẫn cụ thể hơn và những cái video hướng dẫn cụ thể hơn về cách một người YouTube có thể kiếm tiền thông qua nền tảng về YouTube như thế nào. Thì cái mục đích của mình nó chỉ đơn giản là việc mà mình giới thiệu cho mọi người một cái cách kiếm tiền nữa, một cái phương pháp để mọi người kiếm tiền thêm thông qua kênh YouTube của chính mình thôi. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Thì
tất cả các thông tin thêm thì mình đã chèn trong cái mô tả bài viết này rồi, thì mọi người có thể xem thêm, và nếu có thắc mắc gì mọi người có thể comment xuống để mình có thể trả lời thêm, cũng như là inbox cho mình nếu mà thực sự quan tâm với cái nền tảng về YouTube, cũng như là một kênh kiếm tiền hiệu quả thêm cho kênh YouTube của chính mình. Ok, rõ ràng không? Rồi, ok em này. Quá dễ hiểu đúng không? Anh nghĩ là anh nhìn cái kiểu của em là anh nghĩ chắc là anh đoán là em sẽ triển khai cái Việt Nam này trước quá. Cái này bên dưới này Quân nó để này, các cái link để tham khảo cách làm như nào cụ thể này. Print up là gì là một này. Tham gia print up như nào, mấy bài viết các kiểu của những cái đứa case study này là các trường hợp điển hình đã thành công này. Các bạn này đã làm này. YouTuber đã tham gia print up kiếm tiền này thông qua video này. Đó, bạn này Gà Công Nghiệp TV này, tên gần giống em này. Em hiểu không? Tức là mình có lợi thế hơn những người mà bán hàng print up bình thường rất nhiều, tại vì là mình có cái kênh của mình, có cái kênh quảng bá của riêng mình, không mất tiền mà. Bọn kia nó phải mua, em hiểu không? Chẳng hạn như nhiều khi bọn nó phải mua bằng cách là ví dụ như video em đang đi 7x chẳng hạn, xong rồi nó hiện quảng cáo mà chấm vàng lên này, hiện quảng cáo cửa hàng của nó lên để nó bán, đúng không? Trong khi mình bây giờ em hoàn toàn có thể, ví dụ như em tạo ra cửa hàng trong xuôi đấy nhá, em làm hẳn một video chỉ riêng nói về cái cửa hàng đấy của em. Xin chào các bạn, hôm nay mình mới tạo cửa hàng, nếu các bạn cảm thấy kênh của mình hay, muốn ủng hộ cho mình thì xin mời click vào link ở bên dưới video, xong rồi em cho chiếu cửa hàng của em lên cái video này, chả ai cấm em việc đó cả. Thấy chưa? Đúng không? Đúng rồi. Anh nói em nghe, video của em bây giờ ít cũng phải, ít nhất bèo nhất phải vài ngàn view, mà tỷ lệ bán hàng 1% thôi là em đã có mấy chục đơn hàng rồi. Thấy chưa? Ví dụ như cái print up này đâu đây? Print up nha, ví dụ như cái áo này, áo thun PE này, giá gốc của nó là 60.000 đồng. Nó cho phép em là muốn đặt giá bao nhiêu thì đặt. 160.000 thì em lời 100.000, mà 660.000 thì em lời 600.000. Tùy theo gọi là cái mức độ trung thành của fan của em thôi. Hiểu không? Em muốn đặt bao nhiêu thì đặt, nó chỉ thu về đúng 60.000 một cái. Mà nếu mà không thu được thì nó cũng tự chịu. Trong trường hợp mà gọi 20, đặt hàng 20 cái áo xong cho sang mồm comment bên dưới, em comment đầu tiên đặt hàng anh Hiệp 20 cái áo với 40 cái ly, nhưng mà đến nơi em không có tiền trả thì anh Quân Phạm print up này sẽ chịu trách nhiệm nha. Tại vì anh nói chuyện với Quân rồi, nó bảo là Việt Nam mình nhìn mọi người cứ đồn đại nhau các kiểu thế thôi, chứ thực ra cái tỷ lệ mà giao hàng mà không nhận ấy, không trả tiền đấy ấy, nó chỉ chiếm khoảng cỡ 1-2% thôi à, không nhiều đâu. Cho nên là những cái kia nó bù lại hết à. Hiểu chưa? Ờ, hiểu anh. Ok, thế nếu mà như thế thì anh nghĩ tạm thời mình có thể dừng ở đấy nhỉ, tại vì mọi thứ Quân nó đều hướng dẫn hết ở đấy, là anh gửi cái link cho em đấy nhá. Cách tạo chiến dịch này, các kiểu này. Xong rồi á, nếu mà thích thì em có thể tham gia vào cái group của Print Up này này. Anh thấy các bạn hoạt động cũng Print Up Việt Nam này này. À, group này 1.400 thành viên này. Đấy, trong này cái group này cũng hoạt động cũng rất là tích cực. Thấy chưa? Các bạn thiết kế này, bán này. Mình nhìn cái đó cũng như là quảng cáo không đồng. Quảng cáo không đồng, đúng rồi, chính xác. Thấy chưa? Thấy cái mức độ tương tác như này chứng tỏ là phải bán được hàng. Anh các print up nó còn nhỏ lắm hay sao mà YouTube nó không chưa chịu hợp tác à? Lúc nãy em vừa nói rồi mà, Việt Nam mình luôn luôn đi sau mà. Có anh thấy cái gì xuất hiện trước, cái tính năng này vừa mới xuất hiện phát là anh thông báo cho mọi người. Anh nói thật với em, YouTube nó có bao giờ thông báo gì đâu, đúng không? Mà chắc là cũng được anh ơi. Hả? Ít mà chất lượng đi, chứ em thấy kênh mấy trăm ngàn, ủa nhóm mấy trăm ngàn thành viên mà thấy tàn là bán kênh được không thì có làm gì đâu. Ừ,